Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết kể từ ngày 15 tháng 11, việc cấp đổi giấy phép lái xe mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia đã được mở rộng ra toàn quốc. Tuy nhiên vẫn còn gặp khó khăn trong việc kết nối dữ liệu. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết từ ngày 15 tháng 11, việc cấp đổi giấy phép lái xe đã được nhân rộng ra toàn quốc chứ không chỉ thí điểm ở một số tỉnh như trước kia. Nhưng hiện tại việc nhân rộng còn gặp nhiều khó khăn. Do hiện nay nhiều địa phương chưa có cơ sở y tế cung cấp giấy khám sức khỏe điện tử, vì thế việc cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng tại nhiều địa phương còn gặp khó khăn. Để cấp đổi được giấy phép lái xe qua mạng, người dân phải khám tại cơ sở y tế rồi đến ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chứng thực điện tử, được trả kết quả trong thời gian 5 ngày và mất thêm phí chứng thực. Ngoài ra, việc kết nối dữ liệu tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của cục cảnh sát giao thông cũng đang vướng mắc cần nhiều thời gian để tra cứu nên việc nhân rộng cấp giấy phép lái xe vẫn chưa thực hiện được nhanh chóng